Hôm nay các bạn trẻ đi trải nghiệm nhá. Đây đuôi này. Trải nghiệm mà anh đừng quay em nữa đi mẹ. Có con rắn lưu điêu ấy. Gà không cho mật ong. Đấy, à? Quên không có mật ong rồi. Mật ong phải quét đều ổng. Nó mới vàng. Anh đang đi mua đi. Và ở đây mua đâu ra mật ong? Ở nhà anh đang có. Anh không biết. Mật ong có em đấy. Em về lấy đi. Lấy vàng. Đi. Anh mua có đi chưa đấy? Không phải lấy mật ong. Có. Mày lấy không thì nó cháy đấy không? Đi mua lấy à chả phóng có cái thùng đúng không? Còn anh em mình về mua đi mua bia đi. Con rắn ở mang cống kia. Đâu à? Đâu rồi? Cháu bắt rồi, con rắn này cháu bắt rồi. Hả? Cháu đang nướng đấy. To không ạ? À? To không ạ à, cô? Cái trêu ấy. Dài. To không? Dài, dài này. Đôi em ở nhà anh chơi. Không phải rắn hổ mang. Hổ mang. Hôm nay gần nhà em anh giáo rồi. Hổ mang. Hổ mang. Không bạn. To. Bạn biết chứ, cắn bây giờ bạn đứng được cái này, bạn tím một chỗ đi bạn ơi. To hay bé. Bằng bằng cắn cứ. To hơn này. Đâu cắn này nhỏ. Tê liệt ngay mà bạn. Con đấy nó vừa cắn hôm qua rồi, hôm qua chắc sắp chết rồi. Thành qua. Bạn sắp chết đến nơi rồi. Thì sợ chết. Nhiều tiền nên là rất là sợ chết. Sao cái đường kia lại xúc bé kia? Thế là thằng Dũng chết đợt máy chứ đợt lại. Đợt lại. Đầu em về rồi, em vừa về rồi. Ở ngay nhà em, anh xuống nhà em chơi, Trường ơi. Ngã ba bè tí. Đoạn đi, đặt cống trên cống to rồi. Chỉ anh xuống nhà em chơi, anh Trường ơi. Thằng Dũng đợt lại. Ở gần nhà em rồi. Đây, món này, món gà lưỡng nhá. Gà vừa đi săn trên rừng về. Vừa săn trên rừng về. Gà này, gà đồng. Anh Trường có làm gì không? Xuống đây chơi, Trường ơi. Săn là đồng đúng không? Vâng. Gọi gà đồng đấy. Gà đồng cái gì? Gà này là gà săn đồng. Cái lấy mà đồng đi không tí không quét lên thì gì á. Tí nó lứt đen xì vào ăn không ra gì đâu. Gà đồng đấy. Gà công nghiệp. Đồ gà đồng mà vừa bắt được đồng. Đâu gà ta nuôi nuôi công nghiệp. Đấy. Đây này gà nuôi mà. Cá này cá vừa câu được. Đây. Cá này cá vừa câu được. Anh zoom gần thế thì quay zoom ra xa lắm rồi. Đây là anh Đạt chuyên bên rắn ngoé. Đấy có lâu chín được. Hơi thấp, hơi ấy. Cái này tí nữa mỡ nó chảy ra, phải quét ra mỡ chảy ra thì nó mới... Lửa lửa vào. Không sao được nướng này. Anh đang bảo không lấy mật ong đi ông. Không lấy mật ong. Hơi thấp, cho thấp đi tí nữa. Lấy mật ong đi anh Đạt ơi. Để anh đang quay anh ấy đâu cứ cầm nhau á. Ừ, phóng cầm ấy. Đây là ca sĩ Xuân Đắc. Dạ thôi anh cất cái điện thoại của anh đi. Anh ở đâu anh về hành tinh của anh sống đi. Mày nhìn người hành tinh khác. Mình nghe mỗi là một con cá tự xiên đúng không anh? Mình tự ngồi quay này. Đúng rồi. Sắp chín đến hơi rồi, sắp được ăn rồi. Mình bắt được, anh bắt được đâu, anh bắt được đâu. Hơi thơm thơm đấy. Anh ăn cái mùi thơm rồi, mà thôi anh về sắp chín rồi. Anh... này tiếng nữa. Gà này mới quay một tiếng nữa. 45 phút. Đâu gà quay 2 tiếng mà anh. Đâu, chín bây giờ. Đây là những anh hùng chuyên diệt mồi. Vừa ông đi... ơi mày về mày lấy thùng bia đây đi. Vậy áo ông bảo anh em mình chỉ diệt mồi đây đi. Ôi con rắn gì này? Ui đi, còn mẹ ơi gà đây. Vừa gà đồng nhá. Đi dòng cá này, cá tát rãnh. Cá này, cá tát rãnh. Vừa lấy que nào chọc ấy? Hả? Vừa bạn lấy cái que nào chọc con rắn? Bạn lấy cái que, nó không có độc đâu, rắn này rắn sẽ ở nhà nuôi phải biết chứ. Người ta cầm con rắn sợ rồi. Các bạn lấy bị cắn rồi, chân kìa. Chân tím hết rồi kìa. Chẳng bao giờ sợ gì, sợ mỗi rắn. Tôi thì sợ mỗi rắn với cả đàn bà. Là thứ độc nhất trên đời đúng không? Không anh đang đi mua bia luôn này. Tôi đi mua bia đi. Cong rồi ông lật đi. Ở phóng mày. Về đi mày. Có cái thùng xanh ấy ông đi mua bia luôn. Anh về mà mua ấy. Đưa em ly vào cho. Ừ đây về ly vào đi. Đi đâu? Đi câu chó. Về à? Tao đi mua lấy mật ong bạn là không mình gà này tí nó làm gì ngay. Mật ong pha với gì đấy? Mà đông không cần, quẹt thôi. Quẹt thôi mà. Ít thôi mà. Nó thêm cái chổi được rồi. Cái gì để quẹt nhỉ? Cái thìa ở dưới là được mà, cái thìa dưới là. Thìa dưới vào. Ừ. Không lật lên nó cháy đấy. Thấy chưa nó? Lật lên nó cháy nó nứt ra, nứt gà. Được. Đâu nó nứt một bên. Anh ấy, em chuyên bên nướng gà anh. Nướng.
Đâu để em quay xong rồi. Đấy chưa? Không thì nó đi nó lướt không không có nó không mỡ chưa mỡ chưa chảy ra nó lướt. Đấy. Để cao quá. Anh ơi sao mai? Idol mai sao? Ai? Mai sao? Sao mai? Ôi có. Hôm nay nướng gà nha các bác nhá, nướng cá này. Đấy, cá. Cá vừa tát được nhá. Đang đang giờ xong mai mới chứ. Đâu, để vào nhà đi ngay. Mày nói. Không ở nhà thôi. Làm gì? Thấy được rồi ngay, đứng ra kia thôi. Anh nhỏ. Ừ. Mình vào nhà mà. Cá lật lên này. Không lấy cá lật lên này. Không vàng, không không gì đâu, không chín đâu. Qua này, qua này. Qua đây. Lật cá đi này. Tới với bạn bây giờ đi về đi. Đi về lấy một đồng đi. Đây rồi. Thôi tắt đi anh. Mày về lấy anh vượt cái thùng đá thôi. May nào mà trở về mày đứng hàng tay thì mày bụng hỏa. Tí lấy than để mẹ đen rửa tay rồi. Tin tiền lấy mày rồi. Mày không về nhà tao về nhà mày kiểu gì? Mày mày không về nhà tao về nhà mày kiểu gì? Quá ghê. Thôi đi, mẹ mày biết ở đâu mày đấy. Bố em ở nhà mà. Các bố em ở dưới mà. Thế thì mẹ tao chẳng đấy. Nghe không, không có mật ong nó cháy rồi. Nó khô nó vào là mỡ nó chảy ra, chả hạn mỡ nó chảy ra thì nó mới đỡ. Đây mỡ chưa chảy. Thôi anh ơi, thì là nó phải lật này này đấy còng hết rồi ơ vừa chúng ta để xoải đây nhớ lấy cái có mỗi cái thùng đá này ba ông đi trời ba thằng về lấy thùng đá em tắt đi nhá nữa nơi. Ui. Ngon thế nhỉ. Cái con này toàn gái này, hỏng rồi. Kết thúc video thì anh